Diệp đã hỗ trợ cho cái chương trình này, và cảm ơn ban tổ chức đã cho Bích lên đây để Bích chia sẻ cho các anh chị. Thì những cái giá trị mà mình nhận được á, bây giờ mình chia sẻ đi, nó ngoài sự mong đợi các anh chị, rất là vui các anh chị. Trước đây á, Recording in progress. Trước đây là thường là mình có được một cái gì thì thường là mình im, chứ ít khi nào mình chia sẻ ra, ai hỏi tới thì mình mới nói. Nhưng mà với Robby thì mình có cái gì mình chia sẻ, mình cảm thấy là rất vui. Và cái công việc không phải là chỉ chia sẻ duy nhất cái những cái gì mà mình biết, mà mình chia sẻ được những cái mà giá trị về sản phẩm, về chất lượng sản phẩm, về hiệu quả của sản phẩm đến cho những cái người mà không phải là mình nói là khách hàng, nhưng thật ra những là người quen biết mình, bản thân mình, gia đình mình, họ hàng và những người mà xung quanh, kể cả những người mà người lạ của mình nữa. Thì với doanh số hiện nay của Bích đa phần là khách hàng mà quen biết là chính các anh chị. Chỉ có một hai khách hàng lạ trên Facebook mà Bích đăng, đến nỗi người ta nhắn mà Bích còn không chưa có định hình được là tại sao người ta lạ, người ta ở đâu tới, người ta nói chung là Bích muốn xác định, biết được là người ta cái nguồn gốc của người ta là như thế nào, quen ai, để làm sao mà biết được Bích đó, thì Bích mới hỗ trợ tư vấn nó mới hiệu quả các anh chị. Tại vì cái quan niệm của Bích nè, các anh chị, như các anh chị biết là bán hàng ở Robby là bán hàng về sản phẩm tư vấn đúng không? Thì tư vấn thì phải có mặt của mình và mình phải hiểu về kiến thức. Thì khi khách hàng mà mình chia sẻ, một là khách hàng cần tìm đến mình, hỏi mình là chia sẻ với mình là họ đang cần như vậy, họ đang bị tình trạng như vậy, thì mình phải biết chọn lựa những cái sản phẩm mà tại Robby hỗ trợ cho bản thân khách hàng đúng không? Khách hàng thì nó mình cũng có thể là mình là người khách hàng luôn các anh chị. Các chị muốn bán sản phẩm thì Bích nghĩ là đầu tiên các anh chị phải bán cho chính mình trước. Các anh chị thành công trong việc thuyết phục mình, các anh chị thành công trong cái việc mà mua sản phẩm, tức là bán cho chính mình. Tại vì tất cả những cái gì mà các anh chị mà mua là các anh chị đủ những cái yếu tố để các anh chị quyết định các anh chị mới mua, đúng không? Thì các anh chị thành công trong việc đó thì việc chia sẻ cái vấn đề đó đến với khách hàng nó là chuyện mà dễ chốt đơn hơn. Thì với Robby á các anh chị, Bích vào thì chưa có phải là bán hàng liền đâu. Bích vào để mà Bích mua những cái sản phẩm để mà hỗ trợ cho về sức khỏe của bản thân gia đình của Bích. Thì cả ba mẹ nè, cả gia đình nhỏ của Bích là Bích có hai con, một chồng và hai con các anh chị. Thì sự thay đổi của mình chính là một cái minh chứng rõ ràng nhất để mình có thể bán một cái sản phẩm thành công. Bích ví dụ nha, khi vào Robby, mặt Bích mụn, da Bích đen, người Bích mập. Thì nếu Bích thay đổi được cái vấn đề đó, chẳng hạn như Bích da Bích đẹp hơn, không còn mụn nữa, hồng hào lên, cơ thể mignon lại, hoặc là năng lượng hơn, thì các anh chị cảm thấy, các anh chị nhìn vào hình ảnh đó, các anh chị sẽ thấy như thế nào? Các anh chị có tin không? Tin những cái gì Bích nói để Bích thay đổi đó không? Thì chính những cái đó thôi các anh chị. Chính những cái đó là khi mà Bích chia sẻ, khách hàng dễ tin hơn. Cái việc tin là cái yếu tố quyết định đầu tiên, và các anh chị để các anh tin, khách hàng tin là các anh chị phải tự làm, tự nỗ lực, tự cố gắng để hoàn thiện bản thân, để cho khách hàng nhìn vào cái hình ảnh đó, khách hàng tin. Nhưng đối với các anh chị thì khi mà các anh chị tin có thể là qua Facebook hình ảnh đồ không thấy, nhưng mà nếu mối quan hệ xung quanh, các anh chị phải từ các anh chị nè, rồi gia đình các anh chị nè. Chứ còn nếu mà bản thân, ví dụ như anh chị có thể là ok, nhưng mà bản thân gia đình đó, mình cứ nói, nhưng mà trong khi cha mẹ mình vẫn còn rất là bệnh, rồi chồng con mình nó cũng bệnh, rồi nó cũng đầy mụn hay như thế nào, thì mình bán cho người xung quanh, người ta sẽ do dự các anh chị. Còn bản thân cả nhà mình luôn, cả nhà mình đã cảm thấy là nó cải thiện về sức khỏe, cải thiện về những cái kiểu như là các anh chị dễ nói là các anh chị về sắc, sắc đẹp, sắc vóc rồi, thì là các anh chị sẽ rất là dễ bán. Tại vì nói là người ta tin. Cái thứ hai nữa là khi mà người ta tin rồi, các anh chị giới thiệu thì các anh chị phải nắm rõ cái sản phẩm đó. Muốn nắm rõ thì các anh chị sẽ nghiêm túc để các anh chị hiểu. Hiểu như một cái sản phẩm đó giống như là các anh chị đang tìm hiểu cho chính mình. Ha? Chính mình mà mình tìm hiểu rất là kỹ thì phải nghiêm túc hiểu là cái mà Bích chia sẻ với khách hàng khi mà được rồi là cái phần mà chăm sóc rất là quan trọng nha các anh chị. Tại vì của mình là tư vấn. Tư vấn thì ngoài cái việc mình ra là có ai tư vấn không? Có, nhưng mà sẽ được giống như mình không? Đó, các anh chị sẽ đặt ra cái câu hỏi đó thì các anh chị sẽ hoàn thiện mình để làm sao khách hàng đến với mình, khách hàng khi mà rời bỏ mình đi
hoặc là so sánh mình gặp với những người khác, họ sẽ có sự so sánh, họ sẽ nghĩ là không có người nào mà chăm sóc mà chu đáo hoặc hướng dẫn kỹ hoặc là nói chung là quan tâm tới mình giống như cái người bán hàng đó, thì là các anh chị sẽ thành công. Tại vì các anh chị hiểu rằng một điều rằng là tất cả mọi vấn đề là chỉ bắt đầu sau khi các anh chị bán. Trước khi mà các anh chị bán là toàn bộ những cái phần đó là các anh chị phải tự trang bị cho mình. Nhưng với khách hàng họ bắt đầu, tức là cái việc mà bắt đầu thật sự để chăm sóc, để quan tâm, để như thế nào đó thì sau khi mình bán được cho khách hàng thôi. Chứ không phải là khi mà bán xong là xong các anh chị. Bán xong cái công việc chăm sóc nó như thế nào của Bích, nó chỉ đơn giản là khi mà lên đơn cho khách hàng thì Bích sẽ biết được cái thời gian là mình theo dõi trên app Robby của mình đó các anh chị, thì mình sẽ thấy được là tiến độ là đang xử lý, đang vận chuyển hay như thế nào đó, đúng không? Thì khi đang vận chuyển là sắp đến khách hàng rồi, thì khi khách hàng mà nhận được thì mình sẽ, tức là mình biết là cái đang vận chuyển đó thì mình sẽ nhắn là anh chị sẽ gần nhận được cái sản phẩm đó rồi, thì khi nào nhận được nhớ báo cho em nha, em hướng dẫn lại hoặc hướng dẫn cụ thể hơn hoặc là để em biết hay gì, tức là mình thể hiện cái sự quan tâm á. Rồi người ta nhận được á, thì trước khi người ta nhận được á, là mình cũng phải chuẩn bị những cái gì mà mình tư vấn cho người ta, mình sẽ chuẩn bị đi. Mình chuẩn bị là gì? Là cái hướng dẫn người ta dùng. Mình có thể là tại thời điểm đó mình trao đổi cũng được, hoặc là mình sẽ chuẩn bị trước để cho khách hàng biết được là cái sự quan tâm của mình với họ và theo dõi họ trong thời gian đầu các anh chị. Chỉ cần anh chị bỏ thời gian ra và kiên nhẫn để mà hỗ trợ khách hàng trong thời gian đầu, thì sau đó là khi mà khách hàng dùng hiệu quả thì khách hàng sẽ tin tưởng các anh chị và từ đó các anh chị upsell rất là dễ luôn. Thì Bích có chỉ có tầm khoảng là chưa tới 10 khách hàng đâu các anh chị, thông thường là tầm khoảng 5-6 khách hàng là mua là thường, nhưng mà Bích upsell có khách hàng lên đến mua đến 4 mấy gần 50 triệu các anh chị. Thậm chí gần 60 triệu cũng có luôn. Thì các anh chị nghĩ coi là với cái số tiền như vậy, theo các anh chị có chịu bỏ ra không? Nếu là các anh chị có chịu bỏ ra, các anh chị mua không? Và khi các anh chị bỏ ra thì các anh chị mong muốn nhận được cái giá trị gì? Thì các anh chị, tức là mình đang tưởng tượng như vậy, thì mình sẽ tự làm như vậy. Chẳng hạn như ở đây Bích chia sẻ luôn là cái việc mà Bích chia bán được là do Bích tạo cái giá trị cho khách hàng, đưa ra cái giải pháp cho chính bản thân khách hàng, cho người thân của khách hàng các anh chị. Bích không phải là Bích đi kiểu như rao bán là gì, nhưng mà Bích sẽ tìm hiểu, tại vì người quen không, nên Bích sẽ tìm hiểu là gì, là bản thân gia đình họ đang có gặp vấn đề gì, cái người mà tiếp xúc với mình cũng đang gặp vấn đề gì, về từ về da, về cuộc sống gia đình, rồi về những cái sản phẩm tiện ích ở trong nhà. Nhưng cái việc của mình là khéo léo, mình hỏi để giống như là mình đang kiểu như tám chuyện á các chị, chat để hỏi thăm này nọ kia, thì khi mà người ta chỉ cần người ta nói sau mấy bữa nay tự nhiên cái em thấy là em nhức đầu, hoặc là chị cảm thấy là nó không khỏe, hoặc da chị sạm nám rồi vậy, rồi các anh chị chỉ cần nghe câu đó thôi, các anh chị đưa lồng ghép sản phẩm của anh chị vào. Có thể là anh chị dùng, đúng không? Các anh chị dùng thì anh chị kể lại câu chuyện các anh chị dùng đã cải thiện như thế nào. Còn các anh chị chưa dùng thì các anh chị có thể là nghe những cái buổi Zoom, các anh chị sẽ đưa những cái câu chuyện của những cái anh chị trong Zoom kể, các anh chị kể lại cho khách. Mình phải theo dõi kỹ các anh chị, tại vì nếu các anh chị không theo dõi kỹ những cái buổi chia sẻ và về cái đào tạo sản phẩm đó, thì các anh chị đưa mà các anh chị không có hiểu về cái sản phẩm đó, dẫn đến khi khách hàng sẽ gặp những cái sự cố là các anh chị không biết để tư vấn, hoặc các anh chị lúc đó các anh chị lớn nghe lớn ngớ, nói chung là mình không chủ động được, thì khách hàng tức là mất điểm với khách hàng. Mình mất điểm thì những cái sản phẩm sau đó, họ khó tin. Bản thân cái sản phẩm đó mà họ dùng, họ cũng kiểu như là không có được xuyên suốt trong cái việc mà chăm sóc, họ cũng thấy là không có an tâm. Thì việc không an tâm chính là sẽ không dùng cái sản phẩm của mình các anh chị. Họ ngại, tức là họ mua ban đầu là vì quen, vì tin mình. Nhưng mà nó một không hiệu quả, hai là cái độ chăm sóc của mình nó không có tốt, thì dẫn đến là họ sẽ không mua nữa các anh chị. Mua khi khách hàng mua mình á, là các anh mua là dựa trên cái cảm xúc của khách hàng với mình tại cái thời điểm mình nói. Nó đơn giản vậy thôi. Nên khi mà tại thời điểm đó nói chốt, nhưng mà ví dụ như khuya, Bích thường chốt vào khuya các anh chị, tại ban ngày Bích cũng khá bận,
rồi con cái đưa rước học rồi ăn uống rồi những cái công việc khác nữa cũng xen vào, nên thường cái phần vào buổi tối là Bích sẽ có một cái khoảng thời gian để Bích có thể là Bích chat với khách hàng hoặc là nói hoặc là gọi điện. Thì thường Bích lên đơn khuya mà các chị lên đơn khuya thì cái việc mà khuya chuẩn bị gần đi ngủ nó có một lợi thế là nghe nó rất là hay, nghe nó rất là háo hức, nên ở việc mà khách hàng lỡ là ok rồi thì mình chốt, mình nói luôn, mình chốt sau khi mình chốt mình nhắn luôn lại những chốt vấn đề này nè, chốt những cái sản phẩm này rồi rồi cái mình lên đơn luôn. Thì khi lên đơn mà họ đổi chết, chị ơi em lỡ lên đơn hết rồi giờ làm sao, tức là mình thể hiện là mình nếu có vấn đề gì á mình sẽ phải thay đổi, sẽ phải rối cho mình. Thì họ nói ok thôi kệ đi. Thậm chí các anh chị biết không, Bích biết có những cái sản phẩm mà hỗ trợ cho khách hàng á là khách hàng chưa dự định mua nhưng mà muốn nguyên cái combo, chẳng hạn như đang dùng cái sữa, tức là khách hàng mua cho gia đình là gồm có sữa tiểu đường nè, gồm có sữa hạt nè, thì thiếu sữa canxi, Bích lên Bích kèm luôn cái sữa canxi vô luôn các anh chị. Rồi cái khách hàng ủa hình như cái này chị không mua mà, ủa nhưng mà em thấy là bác ở nhà là bác hôm bữa bác nói là kiểu như là muốn dùng những cái gì mà về sữa canxi á, cái em lại nghe sao mà chị nói sữa canxi nên em dễ em lên lộn. Thì sao chị, bây giờ em phải bỏ cái đó hả hay là chị để cho bác uống thử luôn? Thì cái việc khách hàng, người khách hàng dễ đó, thì họ đồng ý luôn, họ đồng ý thì cái đó rất là mừng các anh chị, là vì sao, để khách hàng trải nghiệm. Khi mà khách hàng trải nghiệm mà thành công thì là mình cứ thế là mình bán và mình upsell thôi. À, nó thật ra là bảo khó nó cũng không phải là khó mà dễ cũng không gì dễ, tại là mình phải cái sự chuẩn bị của mình đó nó xuyên suốt như vậy thì các anh chị bán trở nên nó dễ hơn. Dễ là gì, là từ cái việc mà nó nằm sẵn trong những cái gì mà các anh chị biết, kiến thức biết rồi đó. Thì hôm nay á, thì nó Bích sẽ chia sẻ với các anh chị á, kể câu chuyện ra cho các anh chị là ba cái loại sản phẩm, tại vì thật sự á, nó khó cho Bích là Bích chọn một cái sản phẩm phễu chính, nó cũng rất khó các anh chị, tại vì sản phẩm nào mà Bích tham gia mà Bích tập trung Bích xem là Bích đều bán được hết, mà Bích bán với doanh số nó cũng khá tốt, chính cái doanh số tốt mà Bích cũng không biết là từ đâu, tức là Robby tự thống kê hay là nhà cung cấp tự biết hay gì đó, thì nhà cung cấp cũng có liên hệ với Bích để mà hỗ trợ, kiểu như là nhờ hỗ trợ cái việc mà là giống kiểu best seller các anh chị. Thì mình không hề biết là mình bán tốt trong cái giai đoạn đó và cái sản phẩm đó, thì việc việc mà Robby thống kê hoặc là nhà cung cấp thống kê đó là mình rất là khỏe việc đó, mình chỉ duy nhất một nhiệm vụ là mình bán và mình đi tìm những người khác cùng bán với mình, thì cái thời gian mình tìm với người khác bán cùng Bích nó chưa có nhiều, thì đa phần là Bích bán là chính. Thì ở Robby á, thì các anh chị là cần là gì, cần là các anh chị sẽ hiểu và biết cái sản phẩm này cần tư vấn. Thì muốn tư vấn cái ấn tượng là các anh chị phải nắm hiểu sản phẩm, các anh chị phải nói năng lưu loát, các anh chị phải kiên nhẫn, các anh chị kìm cái cảm xúc mình xuống. Nhiều khi khách hàng rất là khó chịu và nói những câu rất là khó nghe, tuy là cũng là người quen của mình nhưng mà kiểu như có người rất là chảnh, có người rất là kiểu như là gì sao, kiểu là họ cứ nghĩ là cái kiến thức của họ hồi nào giờ rất là ok, nên là cái việc mình chia sẻ là nó kiểu như nằm trong cái kiến thức của họ hết rồi, kiểu như là không không có gì mà gọi là nổi trội hết, họ rất là bảo thủ các anh chị. Thì với những người đó thì các chị sẽ theo cái kiểu tâm lý mà để các anh chị hiểu về con người, giống như là DISC mà cái việc mà tạo cái doanh số bán hàng bền vững của Úc My có đào tạo á các anh chị có thể tham khảo thêm cái đó để các anh chị hiểu về khách hàng. Thì đa phần mình bán dựa trên cái việc mà tâm lý đúng không các anh chị? Ví dụ như Bích bán thì các anh chị nhìn Bích thì các anh chị sẽ tin, hoặc là Bích chia sẻ về mỹ phẩm, về dinh dưỡng, về sản phẩm Kuchen, về sữa. Thì ví dụ như anh chị là người mà thích về cái gì thì anh chị sau khi mà Bích chia sẻ, Bích nói thì cái cảm xúc của anh chị, các chị nói cũng tin tin cũng được được, hoặc nói năng, hoặc là cái bề ngoài về da dẻ, về sắc tóc, tạm ok thì các chị dễ chốt, dễ dễ đồng ý là mua hàng đúng không? Còn ngược lại đó thì do bán mạnh nhất dòng nào? Thật ra là Bích bán rất là nhiều. Bích cũng không thống kê được là mình bán mạnh nhất dòng nào, tức là dòng nào Bích cũng đa phần Bích nói, tại vì Bích bán dựa trên là sản phẩm Kuchen các anh chị, sản phẩm Kuchen rồi về dinh dưỡng tăng giảm cân,
và sữa sữa cho người lớn rồi cho em bé rồi gì đó, thì nó thật ra bao quát chung là về dinh dưỡng để tốt cho sức khỏe của bản thân, của gia đình, của mọi người, đồng thời dùng những cái sản phẩm tiện ích để làm sao để tiết kiệm thời gian, và thật sự những cái sản phẩm đó nó cũng là mang lại cái sức khỏe về từ những cái chất liệu làm nên những cái sản phẩm tiện ích đó, nó tiện lợi và nó an toàn cho sức khỏe. Thì cái đó là cái dòng cái hướng mà Bích đi. Rồi thì cái việc mà mua mua một sản phẩm mà nói chung đã ok rồi thì khách hàng sẽ mua rất là nhiều sản phẩm, và từ đó trở thành là cái giống như cái tín đồ mà của sản phẩm của bên Robby, nhưng mà bản chất là dựa vào những cái gì về về bản thân mình các anh chị. Bích dùng gì Bích sẽ bán đó các anh chị, thông thường là Bích dùng gì Bích bán đó, nên cái việc mà Bích chia sẻ hoặc là Bích nói về cái sản phẩm đó là người ta thường rất là dễ tin, và qua quá trình người ta thử trải nghiệm cái ban đầu là người ta thấy ok như những gì Bích nói. Mà các anh chị biết không, cái việc của Bích duy nhất thôi là Bích làm sao cho người khách hàng đó người ta tiếp cận và người ta sử dụng cái sản phẩm đó lần đầu tiên thôi, là sau đó là coi như là Bích thành công rồi đó. Tại vì khách hàng chưa biết thì không sao, nhưng mà biết được rồi thì khách hàng dùng thì Bích hướng dẫn rất là kỹ kỹ, kiểu như là giống như người thân của mình đó các anh chị phải lo lắng, các anh chị phải quan tâm tới y như là đang chăm sóc người thân của gia đình mình, thì họ sẽ cảm nhận được cái điều đó. Mà các anh chị thật, tức là mình sẽ không tạo cái việc mà cố gắng như vậy, nhưng nó sẽ tạo thành cái thói quen nếu mình tập để mình dành thời gian ra. Thì với Bích á, là một ngày thì thường Bích sẽ cố gắng, mục tiêu á nha, sẽ cố gắng là chat với 2-3 người thôi các anh chị. Không có thời gian chat 20 người hoặc gọi điện, thậm chí có những người mà Bích gọi điện Bích nói chuyện cả hơn tiếng đồng hồ để cho người ta hiểu hiểu là gì, hiểu là để mình thay đổi gì các anh chị, thay đổi cái tư duy và cái kiến thức, làm sao họ hiểu và họ suy nghĩ giống mình thì họ sẽ mua những cái sản phẩm giống như mình đang mua và sử dụng. Thì cái điều đó là các anh chị Bích nghĩ các anh chị sẽ nghĩ nghĩ ra được rồi, và các anh chị cũng đã làm rồi, nhưng mà sẽ có rất là nhiều người biết nhưng mà lại chưa có hệ thống được, chưa có tư duy xuyên suốt được như mình. Bích ví dụ như các anh chị bây giờ các anh chị đã đi học về dinh dưỡng, các anh chị đi học về những cái mà gọi là Zoom của Kuchen, để các anh chị hiểu cái sản phẩm tại của Kuchen nó có tốt cho sức khỏe như thế nào và có sự khác biệt như thế nào so với những sản phẩm khác trên thị trường giống như vậy, thì các anh chị chỉ chuyển tải những cái suy nghĩ, những cái kiến thức của mình để khách hàng biết, để khách hàng từ từ thay đổi. Bích ví dụ ngày xưa khi mà chưa vào Robby thì Bích ăn phải nói là kinh khủng khiếp luôn các anh chị. Các anh chị tuy là người Bích không phải là mập nhưng mà Bích ăn rất là nhiều, đến nỗi những người mà nghe danh của Bích là ăn rồi á thì họ vẫn chưa tin đâu, cho đến khi mà họ thấy Bích ăn thật sự các anh chị. Những người quen của Bích đó sẽ biết được. Thì ăn giống như vô tội vạ các anh chị, nhưng mà cũng biết tập thể dục, biết chăm sóc sức khỏe nên nó đỡ phần nào thôi. Nhưng khi vào rugby á, Bích được thay đổi hẳn, tức là Bích sinh bé thứ hai, sau đó là không thể nào mà dưới 50 kg được, thường là 50 51 kg là Bích coi như Bích cố gắng nhất có thể để mà mình có thể giảm được như đó rồi, nhưng mà để giảm xuống hơn nữa, để gọn hơn nữa là chuyện không thể đối với Bích. Tại vì một phần là vì Bích ăn, với một phần là không biết phương pháp, các anh chị cũng có đi tập, cũng có ăn uống, cũng biết quan tâm, nhưng cái việc đó nó không theo như mình mong muốn, tại vì lúc thế này lúc thế kia mình chưa có kiểm soát được các anh chị, cho đến khi Robby á mình biết được cái kiến thức, mình chăm sóc lại bản thân của mình, thì cái việc bây giờ Bích thích mập là mập, Bích thích ốm là ốm, thích có cái mà bụng bụng xẹp là nó xẹp, thì cái việc đó mình sẽ rất là tự tin để mình chia sẻ cho khách hàng của mình, đối với đối tượng là người ta muốn giảm cân như thế nào và người ta muốn tăng cân ra sao, và con cái thì các anh chị biết là Kuchen á, Bích không có, anh chị mà theo dõi cái Facebook của Bích sẽ biết được là Bích không có đăng nhiều cái sản phẩm của Kuchen tất cả. Bích đa phần là Bích đăng ký đăng đăng bài về máy sửa hạt, nồi chiên không dầu hoặc là máy ép kiểu kiểu vậy, và mới đây là cái nồi nồi cơm cao tầng, thì đa phần là cái máy ép máy máy sửa hạt các anh chị. Tại vì Bích ở Kuchen Bích nhận thấy cái máy sửa hạt, đối với Bích nha, tức là đối với các anh chị có thể là máy robot hút bụi lau nhà nè, hoặc là bếp điện từ này nọ kia vân vân, nhưng Bích đối với Bích cảm thấy cái máy sửa hạt là nó giá trị.
nó rất là giá trị cho cái việc mà cần thiết trong gia đình. À, vì sao? Bích sẽ phân tích với khách hàng là cái lợi ích là con nít cũng dùng được, người lớn và bản thân mình cũng dùng được, mà bản thân cái sữa hạt đó, nó tốt như thế nào cho sức khỏe, để khách hàng thay đổi lại, khách hàng suy nghĩ và khách hàng nghĩ được là cái việc giá trị của cái sữa hạt đó mang lại cái sức khỏe, cái sắc đẹp cho họ như thế nào. Và đồng thời là mình giới thiệu luôn cái máy này khác so với những cái máy mà trước đây Bích dùng. Bích dùng là hai cái loại máy rồi, một cái là ba mẹ Bích mua và một cái là Bích mua, thì nó có độ khác như thế nào và cái độ yêu thích của Bích đối với cái sản phẩm này, rồi Bích chụp hình rồi Bích đăng lên, rồi nói chung là nó từ cái sự đam mê của Bích, thì cái đam mê của mình chuyển tới như vậy thì khách hàng sẽ nhìn vào đó, khách hàng ủa cái này là cái gì mà con nhỏ này nó mê, rồi nó làm cứ suốt ngày như vậy. Và bản thân á, là Bích dùng sữa hạt Bích cũng thấy nhẹ nhàng hơn, cái bụng nó nhẹ mà rất là khỏe. Riết vào trong Robby á, Bích chỉ thích uống thôi các anh chị, những cái gì mà uống thôi, tại vì thấy nhai là bây giờ lười nhai rồi, và thấy nó hiệu quả từ cái việc mà uống vừa nhanh gọn lẹ mà kiểu như vừa dễ hấp thu, bụng thì cũng nhẹ nhàng hơn đó. Thì cái đặc biệt của cái máy sữa hạt này là gì nữa, là cái nó tự vệ sinh rất là sạch các anh chị. Nhìn nó, tức là ai mới mua không biết làm sao, chứ Bích mua về ngoài cái việc mà xay sữa, tức là mình rất là ngạc nhiên, thì cái việc mà xay sữa nó rất là mịn rồi, thì cái phần mà nó tự vệ sinh nó sẽ làm giống như trước đây mình không có nghĩ là nó tự vệ sinh mà sướng mà sạch như vậy á các anh chị. Vệ sinh xong mà nó còn sấy khô nữa, thì các anh chị tặng cho các anh chị là phần cấp độ, tức là mình sẽ có 5 cái cấp độ mà các anh chị bán hàng, thì các anh chị sẽ bán theo cái cấp độ nào thì các anh chị sẽ được hưởng theo cấp độ đó. Ví dụ nếu các sản phẩm mà các anh chị bán mà để cho khách hàng trải nghiệm mà các anh chị thấy mà dở tệ thì có phải là khách hàng khó mà mua nữa của anh chị đúng không, cảm thấy là không tin và khó có thể mà bán được thêm một sản phẩm nào nữa. Và cái thứ hai nữa là cái cấp độ 2 là cấp độ mà cảm thấy bình thường, nó không có gì khác so với những cái sản phẩm khác. Và cái cấp độ thứ ba là cái mà đúng như mong đợi của khách hàng, thì là tạm chấp nhận. Thì các anh chị sẽ có nè, từ xấu, bình thường, rồi như mong đợi, hoặc là ngạc nhiên và thật sự là quá sức mà tưởng tượng của họ. Bích ví dụ là đối với Bích thì cái việc mà cái máy sữa hạt mình mua về, tức là Bích đang nghĩ Bích là khách hàng, thì cái máy sữa hạt nó rơi vào tầm mức 4-5 các anh chị. Tức là mức mà làm cho mình ngạc nhiên và thật sự mình khó tin tưởng được, trời nó sao mà nó sạch, nó mịn kinh khủng như vậy. Thì có phải là từ cái việc đó những cái sản phẩm khác của Kuchen mình rất mong đợi để mình tìm hiểu và mình sở hữu nó, đúng không các anh chị? Thì cái sản phẩm mà bất kỳ sản phẩm các anh chị bán, các anh chị tư vấn về tăng giảm cân, về sữa này nọ kia thì nó cũng giống như vậy thôi, nó cũng rơi vào cấp độ đó. Các anh chị tạo cho các hàng cấp độ nào thì khách hàng sẽ trải nghiệm và khách hàng sẽ dựa vào cấp độ đó để khách hàng mua tiếp sản phẩm của anh chị. Nên mình sẽ cố gắng để làm sao cái sản phẩm của mình nó là từ cái sự mong đợi của, tức là bằng lòng, tức là thấy hay đúng theo cái nhu cầu của khách hàng, đồng thời nó luôn tạo cái sự ngạc nhiên. Một cái sản phẩm ví dụ cho anh chị nữa là gì, là ví dụ Veli đi, đúng không? Veli ví dụ với những người mà các anh chị phải nắm rõ, thì khi mà với những người chẳng hạn nhức đầu, thiếu máu não rồi hay nhức đầu như Bích, mà các anh chị bán cái sản phẩm VOC mà các anh chị hướng dẫn kỹ, thì khi mà Bích dùng Bích thấy ui nó đỡ nhức đầu, hoặc là thậm chí nó hết nhức đầu. Bích dùng xong là 30 phút sau nó hết nhức đầu, mà trước đây cái tình trạng nhức đầu của Bích là giống như kiểu kinh niên luôn các anh chị, tức là lúc nào cũng nhăn nhó cau có là vì cái đầu mình nó nhức đó. Thì bây giờ cái Veli giải, tức là VOC á, giải quyết vấn đề đó, thì có thật sự là giúp cho các anh chị cảm thấy là kiểu như là nó ngạc nhiên không, hoặc là thật sự nó rất là hay và cảm thấy không tin được là cái sản phẩm này nó hay, đúng không các anh chị? Đó, thì những cái sản phẩm khác cũng vậy, mình tạo trên dựa trên cái cấp độ cho khách hàng ha. Rồi cái sản phẩm thứ hai mà Bích giới thiệu có chia sẻ luôn là gì? À, cái Kuchen nha, Kuchen Bích chưa nói hết ha. Với máy sữa hạt thì Bích bán cũng khá nhiều. Thật sự Bích cũng không đếm biết là mình bán bao nhiêu cái máy nữa. Thì cứ khách hàng cần thì Bích lên đơn thôi. Thì có những Bích kể một cái câu chuyện về bán Kuchen, thì để cho các anh chị biết cái độ chăm sóc của Bích như thế nào để Bích đạt một cái kết quả như vậy ha các anh chị. Thì cô này lớn tuổi rồi, ở Củ Chi,
Dựa trên cái việc mà con gái của mình có sử dụng cái máy sửa hạt thì cô mới thấy hay quá, tại vì cô có sử dụng cái máy mà 4 triệu hơn á các anh chị, cũng xay, nhưng mà khi xay nó cũng khá là mịn, nhưng cô phải nấu, cô phải nấu xong bỏ vô xay, hoặc là xay xong cô bỏ vô nấu. Thì cô làm về cái việc mà phòng mạch mà kiểu phòng mạch cho Nhi á các anh chị, thì say thì có lúc quên, với mình lớn tuổi thì nhiều khi mình không có để ý được, cái dẫn đến cái việc có lúc thì nó khét, có lúc thì nó kiểu như là không như mình mong muốn, nó sống kiểu như nước, nó không có ngon, cái sữa đó nó không có ngon mà rất là cực. Say xong thậm chí nhiều khi nó còn máy sử dụng được thời gian cái nó bị kiểu như lợn cợn á các anh chị, là phải lọc. Khi mà lọc rồi thì lại có phải các anh chị thấy là say xong rồi lọc rồi nấu thì công đoạn rất là nhiều đúng không, mà thậm chí khi lọc chắc chắn các anh chị phải bỏ bỏ xác đi. Còn cái máy này nó khác, thì khi nhìn thấy cái máy của con gái mình xài như vậy á, cô thấy hay quá là cô nhờ con gái mua. Thì khi mua là Bích lại tiếp cận với trực tiếp với cô đúng không, thì cô sử dụng, thì với lớn tuổi là cô thứ nhất không đọc hướng dẫn trước khi sử dụng, mặc dù là Bích có nhắc và Bích cũng hướng dẫn sơ, nhưng mà ở Củ Chi thì mình chỉ qua online thôi các anh chị, mình đâu có thể mà mình mỗi lần mình bán thì mình phải chạy tới nơi đúng không. Rồi thì khi mà 1 2 hôm sau á, hôm đầu tiên rất là tuyệt vời các anh chị, ngạc nhiên, cái đó là tạo sự ngạc nhiên, cái là cái mức độ của mình á, là khách hàng thật sự là quá ngạc nhiên và cảm thấy là ồ cái này hay quá, tại vì nó xay xong nó mịn mà sao không có bỏ cái gì hết, rồi uống được luôn, không phải nấu, mà thậm chí nó vệ sinh rất là thích. Rồi nhưng qua ngày thứ hai, ngày thứ hai hay ngày thứ ba Bích không nhớ rõ, là cổ xay cô bỏ hơi nhiều, cái nguyên vật liệu hơi nhiều so với cái công năng của máy, dẫn đến cái việc máy không có quay nữa. Không có quay nữa thì cô chưa có liên hệ Bích, cô tự động múc ra, cô đổ nước vô các anh chị. Khi đổ nước vô thì bắt đầu á, khi bật khởi động lại á, thì nước lại bơm vào nữa, tức là nước cho vào cái cối xay nữa thì nó tràn ra, thì nó không có chạy máy nữa. Và lúc mà tràn ra thì cô kiểu như hoảng á các anh chị, thì cô mới cầm cái ca mà để đựng sữa đó, là cô kéo ra, cô lấy lẹ ra, mà với người mà dạng như bảy mấy gần 80 tuổi á, vội vàng mà nóng như vậy, xong thì cái nó bị bể, rớt bể các anh chị, rớt bể. Rồi cô nói là vậy đâu có làm gì được nữa đâu. Cô mới, nhà cô thì rất là khá, cô mới nói thôi bán cái máy mới các anh chị, mua cái máy mới nữa. Cái Bích mới nói ủa sao phải mua cái máy mới nữa, tức là cần thêm máy nữa hay là nó bị sao. Thì cô mới kể lại, cô nói tại vì cô già cô như vậy đó, thì giờ sao. Bích mới nói không cô ơi, cái này là bên con là hàng chính hãng, tức là lúc tại thời điểm đó mình giới thiệu luôn các anh chị, tức là giới thiệu là hàng chính hãng, nên cái việc mà thay thế các linh kiện, cô mua các linh kiện đó nên cô yên tâm. Khi nào mà các linh kiện mà kiểu như là không có thì cô mới buộc phải mua cái mới, tại vì không chạy được mà. Đó thì khi Bích giới thiệu thì Bích có mua giúp cô là 2 cái ca sữa các anh chị, ca mà đựng sữa đó, cô nó mua 2 cái đi, để sữa cô lỡ có bể nữa thì cô còn có tiếp 1 cái nữa. Rồi xong thì cái bữa đó là rơi vào thứ bảy, Bích Bích phải chạy luôn tới kho các anh chị, tại vì nếu mà để ship và lâu mà người ta đang rất là cần. Các anh chị phải nghĩ cái thời điểm mà khách hàng đang kiểu như hào hứng á các anh chị, đang rất là mê, đang rất là hào hứng, mà các anh chị để khoảng thời gian lâu á, là các anh chị mất cái cơ hội mà lên điểm trong mắt khách hàng. Nên tại thời điểm đó Bích đi đến kho của Trang tại Hồ Chí Minh, Bích mua 2 cái cốc đó, xong rồi cái Bích đi lên Củ Chi luôn các anh chị. Bữa đó thứ bảy thì buổi chiều ông xã Bích có đi việc về sớm, chứ ông xã Bích là người mà chở Bích lên đi nè, chứ thật ra Bích dở đường không, Bích không dám đi mình đâu. Nên là Bích đi lên luôn, Bích nó quyết định đi luôn, mà lúc đó là chiều tối mà nó có mưa nữa, mà Bích cảm thấy nó chỗ sao mà công nhận mình xuyên sao mình chiều khách tới độ như vậy thôi, nhưng mà đã đi rồi, đã suy nghĩ như vậy rồi, đi như vậy rồi thì Bích cứ đi đi đi, xong rồi tới cái đó mất tiếng mấy các anh chị, tiếng mấy. Khi tới nơi khách hàng rất là ngạc nhiên, vì sao, mới nói xong rồi bây giờ có cái ca mà để đựng sữa rồi, ngạc nhiên mà cứ cứ ngẩn ngơ ra luôn các anh chị. Sung sướng không các anh chị, thật sự là đối với Bích rất là sung sướng, tới như là Bích tạo cho khách hàng cảm giác nó quá là dạng như là vui á, và nghĩ là tại sao mình được mà take care tới kỹ như vậy đó.
Thì Bích nói là tại vì cô đang đang sử dụng này, con sợ là cô đang cần á, mỗi ngày mà cái này nó bị bể rồi thôi, con sắp xếp được con lên đi, không có sao hết. Thì sau khi cô bắt đầu hướng dẫn, Bích lau chùi máy lại cho cô, Bích làm. Thì nếu các anh chị tại thời điểm đó mà các anh chị chưa sử dụng máy, các anh chị chưa biết về máy thì vô hình chung các chị đâu thể giúp được khách hàng. Và các anh chị cũng không biết cách mà vệ sinh, mà lau, mà hướng dẫn kỹ, thì cái đó thì không thể nào mà có điểm được trong mắt khách hàng được. Do đó là Bích biết, xong rồi sau khi Bích làm sạch sẽ rồi thì Bích hướng dẫn lại, thì hướng dẫn lại cho khách hàng nói ừ rồi vậy hèn chi là bị như vậy như vậy, tại khách hàng cho rất là nhiều, tại cho thậm chí là gấp đôi gấp ba luôn cái nguyên liệu của các anh chị. Và khi mà khách hàng được hiểu, được biết lại rồi, Bích thử test lại, tức là Bích ở đó Bích test lại cho khách hàng là à bây giờ con hướng dẫn cô một cái mẻ mà sữa hạt là như vậy nè, sữa khô là cái cô sẽ chọn 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 như vậy, xong rồi chỉ là cái hướng dẫn sử dụng đọc như thế nào, bên hông hai bên hông nó có ra sao, tức là một bên hướng dẫn để cái cô xay và một bên là các lỗi kỹ thuật nếu mà mình gặp phải thì mình điều chỉnh để làm sao cho nó ok rồi máy sẽ chạy tiếp ha. Thì khi mà vậy thì cô rất là vui, trời cô bo cho Bích luôn các chị, cô bo để là cái công mà mình mang lên á, nhưng Bích không nhận. Bích nói rất là cảm ơn cô là vì đã ủng hộ cái sản phẩm, là lúc đó là Bích nhân cơ hội đó Bích nói luôn là bên con nè có phân phối, nó tức là sản phẩm Cu Chen là công nghệ Đức nè, có phân phối ABC kể một loa cái sản phẩm của Cu Chen ra, cái mới nói là nếu mà cô không có nói cô mua nha các anh chị, mà Bích nói là cô chỉ cần cô giúp con là nếu mà cô thấy cái sản phẩm này tốt á, cái máy này thật sự là tốt á, cô giúp con là giới thiệu bạn bè cô hoặc là người quen của cô á, là bên con phân phối như vậy, cần thì liên hệ con sẽ tư vấn, được thì con sẽ hỗ trợ nha cô nha. Rồi cô nói ừ yên tâm đi, trời cô thấy cái máy này là cô mê lắm rồi, cái xong mới nói không mấy con lấy cho cô một cái máy nữa đi. À chưa đâu các anh chị, là Bích về tới nhà thì cô mới nhắn, tức là trên đường về nhà cô nhắn, thì lúc về tới nhà Bích mới nhắn là kiểu như là lấy cho cô năm một cái máy sửa, một cái máy sửa được không. Có anh chị có nghĩ là khi mà mua là mình là người khách hàng là mình quyết định đúng không, nhưng mà giống như kiểu năn nỉ các anh chị. Bích vui đến nỗi Bích chia sẻ với em Hòa là tới độ mà giống như khách hàng năn nỉ luôn là em Hòa có đăng cái bài đó, nhưng mà tại vì Bích biết là khách hàng nó khó tính nên Bích không có đăng đó chị. Thì Bích bán cho anh chị thấy cũng cũng ít đăng lên lắm, chủ yếu là tôn trọng cái cá nhân, ai mà thấy dễ dàng thì Bích sẽ đăng, còn không á thì Bích tôn trọng cái phần mà mình kết nối, mình nói chuyện với khách hàng. Cái đó là phần sản phẩm của trên, và sau đó là những cái sản phẩm khác mà thật sự chăm sóc cái khách hàng này hơi bị khó luôn anh chị, tại vì lớn tuổi rồi, hôm nay nói cái xong quên không nhớ, cái hôm sau gọi điện cái nói là à bây giờ để tại sao để cái ca sữa vào nó lại không có chạy, thì mình phải biết à là tại vì cô chưa có đóng nắp lại cái ca sữa đó nên nó cái cảm ứng nó không có nhận diện ra nên là nó sẽ không chạy, bây giờ cô thử đi, cô thử cô bỏ vô, mà các anh chị biết gọi Bích đã dở công nghệ rồi các anh chị công nghệ mặc dù bây giờ thời đại công nghệ 4 chấm nhưng Bích cũng rất là dở, nên khi Bích gọi cái cô gọi video call bằng Zalo rồi xong rồi cái Bích nói là cô quay cái màn hình vào cái máy đi rồi Bích chỉ, mà cô nói ủa vậy quay làm sao tới độ vậy đó các anh chị, tức là dở công nghệ, gặp dở công nghệ nó khó khăn lắm, nó khổ sở ghê gớm luôn. Cái khi nhưng Bích vẫn hướng dẫn được, sau đó là hướng dẫn ok được thì khách hàng này bắt đầu từ từ biết, mỗi ngày biết, đến nỗi cô nói là mỗi ngày khôn ra một tí, biết ra một tí, thì mình chăm sóc mình nhịn các anh chị, tức là mình cố gắng nhỏ nhẹ nhất giống như mình chăm sóc em bé các anh chị, thể hiện cho cái sự nhẹ nhàng, cái sự quan tâm để cho người ta cảm hóa được người ta, tức là người ta cảm thấy không có khó chịu, người ta không cảm thấy là ok nhất. Tại vì khi Bích làm như vậy, cô cảm thấy là cô rất là ngại, là vì hả làm phiền Bích rất là nhiều. Mặc dù Bích có gửi cô cái số hotline nhưng mà không cô cứ gọi cái gì cô cũng gọi cho Bích đó. Nên là cái gì cái vấn đề cái bí quyết ở đây chỉ là gì, là mình là bán sản phẩm tư vấn nên là các anh chị luôn đồng hành với khách hàng, các anh chị luôn là để mà có thể bên khách hàng một cách nhanh nhất có thể, hoặc là các anh chị là luôn kiểu như trong tình trạng là hỗ trợ hết mình và ngay thời điểm đó, tại vì họ cần họ mới gọi thời điểm đó, họ không quan tâm mình bận hay không các anh chị. Ví dụ Bích có sự việc gì Bích bận mà giờ anh chị cứ nghĩ thôi, anh chị mua sản phẩm của Bích, các anh chị nghĩ Bích chăm sóc rất là ok, rất là tốt, nhưng mà tự nhiên cái một ngày nào đó các anh chị gọi máy Bích ví dụ như đang sạc pin để một nơi nào đó, hoặc Bích đi ngoài đường không nghe, rất là khó chịu các anh chị, tại vì cần lúc đó, tại thời điểm lúc đó rất là cần thì mới gọi,
đúng không? Mình làm online mà Bích biết điều đó, nhưng mà Bích cũng vẫn bị rơi vào tình trạng đó là gì? Có những lúc mà sạc điện thoại hoặc có những lúc đi đường Bích cũng không 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 nghe được cái gì. À, nên là cái việc mà để dạy khách hàng buồn thì sau khi mà mình biết cuộc gọi dở thì mình cũng có nên giải thích và mình hạn chế cái vấn đề đó ha các chị ha, thì nó sẽ tốt cho mình hơn. Rồi thì điều kiện đối với Bích để mà phát triển một cái doanh số bền vững thì các anh chị biết là theo các anh chị á, mà mình muốn phát triển cái doanh số của mình, là bản thân mình bán, thì các anh chị thấy là cái điều gì là cần đối với các anh chị? Nếu mà các chị, ví dụ như các chị bán rồi, các anh chị muốn là nó cứ liên tục, nó ổn định, thì theo các anh chị, nó là cái điều gì? Các anh chị có thể đánh lên khung chat chứ biết được không ạ? Bích nói luôn nha, Bích nói luôn theo Bích luôn nha. Rồi, đúng rồi, Huệ Nguyễn chăm sóc khách hàng thật tốt. À, chăm sóc khách hàng là một cái khâu rất là quan trọng. Tại vì cái anh chị... có thể là nó cũng là một trong những cái mà yếu tố để cho giúp Bích thành công đó các anh chị, là vì là trước đây Bích làm bên mảng chăm sóc khách hàng, cũng là văn phòng, nó nhiều mảng nhưng mà mảng hỗ trợ kinh doanh và mảng chăm sóc khách hàng, do đó là mình sẽ học được cái tính kiên nhẫn, mình sẽ học được cái tính nhẹ nhàng, mình sẽ học được cái tính mà nói năng cho nó rõ và đi đúng những cái gì mà cần nói, không lan man, và nói đúng những cái khách hàng cần. Và thật ra đó chính là gì, nắm được cái tâm lý của khách hàng thì các anh chị sẽ dễ dàng mà chốt đơn, dễ dàng mà thuyết phục khách hàng hơn. Thì cái việc mà điều kiện đó là gì, là cái phần mà sản phẩm nó phải thật sự mang lại giá trị cho khách hàng trong đời sống. Giờ các anh chị nghĩ coi, tất cả các sản phẩm các anh chị bán thật sự nó phải đúng như vậy đúng không? Không thể nào mà bán một cái sản phẩm người ta không cần và không có giá trị với người ta. Hoặc là các anh chị đi bán giải pháp mà người ta đang cần, người ta đang cần tăng cân, giảm cân, là trị nám hoặc là trị mụn, hoặc là muốn một cái sản phẩm nào đó mà hỗ trợ cho công việc mà dọn dẹp nhà cửa, hoặc là tiện ích trong cái việc bếp núc của người ta. Đó, cái vấn đề là anh chị đi tìm, mà muốn tìm thì các anh chị phải hiểu khách hàng, đúng không? Hoặc các anh chị sẽ có những cái sản phẩm mà các anh chị... luôn hướng đến cái việc mà tập trung vào cái tệp khách hàng đó. Tại vì thật sự của Bích là nhiều khách hàng, nhiều dùng nhiều loại sản phẩm khác nhau, thì Bích sẽ có nhiều cái tệp. Thì nói là cái tệp chứ thật chất là mỗi một hộ gia đình. Bích ví dụ nha, ví dụ ở đây Bích bán cho một cái gia đình này, đầu tiên là gì, mình hướng tới cái gì các chị đó, đánh cái tâm lý mà để cho người, nếu là phụ nữ mua thì các anh chị đánh vô tâm lý là gì? Là bản thân đầu tiên là con trước các anh chị. Con và bản thân cái người phụ nữ đó. Mà người phụ nữ thích là gì? Bao giờ cũng thích đẹp, thích khỏe. Và họ lo con, sau lo chồng. Các anh chị thấy không? Rồi hả? Khi mà bản thân á, mà họ giải quyết được vấn đề đó, họ sẽ vui. Tại vì con khỏe, con ngoan, con ok là họ cảm thấy nó an tâm. Chứ người phụ nữ thường bị áp lực bởi con. Con là gì? Con bị bệnh ốm đau, con không khỏe, hoặc học hành không có ok là phải bị suy nghĩ nhiều, đúng không? Rồi chồng thì tự lo được rồi, nhưng mà gì, giải pháp nữa là gì, là cho khi mà gia đình họ, với gia đình của khách hàng thì sau khi giải quyết con này, giải quyết cho người phụ nữ này, thì bắt đầu đến chồng, rồi gia đình, cha mẹ đó. Thì khi mà mình nói chuyện, mình sẽ tiếp xúc, mình sẽ biết được họ đang có cái mối bận tâm về cái gì, thì mình sẽ nhẹ nhàng mình tư vấn cái sản phẩm đó, mình sẽ giúp họ. Cái giúp họ là khi chat phải nói chuyện kiểu như là mình quan tâm con người ta như thế nào, hỏi han ra sao này nọ kia, thì mình sẽ hiểu được, càng nói nhiều mình sẽ càng hiểu được để làm sao mình sẽ là nơi một cái kiểu giống như là để cho họ trút bọc tâm sự anh chị, thì lúc đó các chị sẽ biết rất là nhiều thông tin và các chị sẽ đưa những cái sản phẩm vào rất là dễ. Ví dụ con là sữa đúng không các anh chị, sữa về tăng hoặc giảm cân, thì người phụ nữ là gì, là những cái sản phẩm mà hỗ trợ về sức khỏe, về làm đẹp, rồi về những cái mà gọi là hạnh phúc gia đình. Thì Bích sẽ bán được cho cái người phụ nữ đó là gì, là Bích thì không có rành về mỹ phẩm các anh chị, Bích cũng không bán được mỹ phẩm là vì bản thân mình không yêu thích, bản thân mình không có sử dụng, mà bán mà hỏi Bích là thôi là nó mất cái thương hiệu của Bích luôn á các anh chị, tại vì mình không biết á, là mình sẽ không hướng dẫn được khách hàng kỹ và mình không có tự tin, nói năng mình sẽ không lưu loát, chính cái điều đó là điều mất điểm với khách. Nên Bích quyết tâm là
bỏ gạt qua một bên đối với mỹ phẩm, Bích không đụng tới luôn các chị. Ngoài cái son thì ví dụ có giới thiệu thì nói à son này dưỡng, son này màu này màu này thôi, hết. Và nó không chì, à, đơn giản không là nó chỉ vậy thôi, còn tiếp nữa thì Bích không dám giới thiệu. Rồi cái người phụ nữ đó là cần phải sức khỏe là ở bên trong, Bích sẽ hỗ trợ cho họ về dinh dưỡng để cho họ có thể mà khỏe và từ từ đẹp lên. Không thể đẹp nhanh được các chị, một người mà từ nhỏ tới lớn họ đã biết chăm sóc sức khỏe, chăm sóc mà kiểu làm đẹp bản thân rồi, và khách hàng thì mới, thì làm sao mà có thể so bì được, đúng không? Có sự nó rất là khó kiểm về thời gian. Do đó mình sẽ thay đổi tư duy khách hàng bằng cách là mình giới thiệu cho khách hàng biết là à với tôi nó sẽ bắt đầu bằng từ thời gian này đến từ thời gian này mới được kết quả như vậy. Vậy khách hàng có chịu đồng hành, tức là có chịu mà theo một cái lộ trình là từ 3 đến 6 tháng không? Nhưng phải liên tục và phải duy trì và phải làm đúng. Giống như kiểu đúng đủ đều, tức là khi biết sẽ dùng đúng và đủ và đều liên tục theo hướng dẫn mình thì mình sẽ hỗ trợ đảm bảo cái việc mà nó thay đổi là có. Thì dùng những cái sản phẩm dinh dưỡng, rồi những cái dùng ví dụ như nữ thì Bích giới thiệu luôn cả Bijina các chị. Bijina thật sự là rất là tuyệt vời cho những cái người phụ nữ để mà có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình. Các chị tìm hiểu đi, các chị sẽ thấy cái sự mà dùng mà Bijina rất tuyệt vời. Bích giới thiệu cho tầm khoảng 6 khách hàng thôi các anh chị, không ai là chê Bijina hết, và cảm thấy là thầm giống như rất là biết ơn và cảm ơn Bích là Bích đã giới thiệu cái sản phẩm đó. Họ thay đổi về cuộc sống vợ chồng, thay đổi về cá nhân họ, rồi khỏe hơn, rồi cảm thấy vui hơn. Đó là vấn đề của chị em phụ nữ ha. Còn với những cái anh nam thì có thể là cái bụng bụng to thì sẽ giới thiệu với vợ vợ để mà vợ có thể là hỗ trợ. Tại vì thật sự ra các chị nói là bây giờ một người chủ của gia đình hoặc là đàn ông mà không phải là trụ cột thì cũng 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 không không có phải là cái vấn đề mà các anh chị không có quan tâm tới. Tức là họ họ sẽ đi làm và về lớn tuổi thì nếu họ bệnh thì sao, là họ là cái người mà chịu thiệt thòi trước tiên, kế bên là gì, là vợ là con. Thì anh chị tưởng tượng ra một cái bức tranh nếu về là việc mà sau này lớn tuổi họ mà không có sự kiêng khem, họ không có một cái chế độ dinh dưỡng tốt thì họ bệnh. Thì khi bệnh đó cái việc mà mình phải chăm sóc và việc các con phải quan tâm tới, nó ảnh hưởng tới các con về cả mặt tâm lý và cái sự mà phát triển công việc của các con, tại vì nó sẽ lo lắng rất là nhiều nếu nó là một người mà kiểu như có hiếu và quan tâm tới cha mẹ. Rồi bản thân người vợ, thay vì mình được vui vẻ, mình được thoải mái đi chơi hoặc là mình được tận hưởng cái tuổi già thì mình phải chăm sóc cái người bệnh đó. Thì quan tâm thì mình sẽ thay đổi từ từ cái tư duy của cái cả người chồng lẫn cái người vợ đó bằng những cái kiến thức của mình cho họ để họ suy nghĩ giống mình thì họ sẽ sử dụng đồ giống như mình hả các anh chị. Rồi cái sữa cũng vậy các anh chị, cái sữa những người tiếc tiền mới chê hả? Dạ mà sao Bizina vẫn bán viên đặc, dung dịch rửa và viên đặc, và mình tìm hiểu dạng như là cho người nhà mình dùng hoặc cho bản thân mình dùng á, mình chia sẻ ra và những cái người mà người dùng khách hàng của Bích thì thường cũng như người quen thôi, mình kể lại những câu chuyện, nó có kiểu như mỗi người trải nghiệm nó sẽ có những cái chung và những có những cái riêng của từng cơ thể họ. Thì mình khi mình biết được á, thì mình giới thiệu thì họ sử dụng họ thấy à vấn đề, có những người mà lạ lắm khi sử dụng á, thì nó có những cái mà gọi là làm cho người ta sợ giật mình, nếu mà mình không biết tại thời điểm đó là mình cũng mất bình tĩnh, mình sẽ không biết hỗ trợ khách hàng như thế nào mà là khách hàng sẽ cảm thấy không 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 có tin và không an tâm. Chẳng hạn như gọi vào thời điểm đó mà mình không biết, mình đợi để cho lâu là họ sợ, nhưng mà tại thời điểm đó mà gọi cho các anh chị có thể nói được luôn tư vấn à không sao đâu yên tâm, nói là sẽ là như vậy 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 này, thì hoàn toàn khách hàng sẽ cảm nhận mình là gì, mình là chuyên gia các anh chị, mình là chuyên gia và rất là yên tâm giao phó những cái gì gọi là của họ, họ tin tưởng họ giao phó cho mình tư vấn. Chính vì vậy khi mà Bích lên đơn á, Bích tư vấn á, là thường là họ họ ít quan tâm tới tiền đó quý anh chị, họ quan tâm à như vậy nó có giải quyết được không, hay họ tức là mình nói đến cái việc mà họ không quan tâm tới tiền luôn. Nên là lên một lúc mà lên đơn á, ôi trời nhiều vậy hả, cái nói dạ, thì tất cả những cái này là từ thiên nhiên hay như thế nào thì bắt đầu họ thấy, nhưng mà chị yên tâm đi, khi chị sử dụng chị sẽ được như vậy nè, người ta nhìn vô hình ảnh của mình nữa các anh chị, người ta tin rồi ok mình lên đơn. Thì phần khi mà
người ta chỉ cần sử dụng thôi là bích vui, là kiểu như là họ quay lại rất là dễ các anh chị. Mình upsell hoặc là mình họ sẽ tiếp tục dùng thì thường là như vậy. À, đúng rồi, tiết tiền thì mình không biết chơi các anh chị. Tiết tiền hoặc là cái gì cũng nghĩ tới tiền thì mình không chơi. Mình chỉ chơi là những người mà người ta nhận ra được cái giá trị mà người ta cần. Chẳng hạn như ví dụ như người nào mà bị nám đi, muốn cải thiện về bên trong, hoặc là muốn thay đổi cái kiểu như hạnh phúc cuộc sống vợ chồng, hoặc là muốn tăng cân lên một chút cho nó nhìn tròn trịa đẹp hơn, hoặc là giải quyết cho con họ ăn ngon hơn, hoặc là muốn tiện ích trong gia đình, à là sử dụng sao mà dùng những cái sản phẩm mà cũng sang xịn mịn, kiểu như là nó đẳng cấp hơn, mà nó tiện ích ít tốn thời gian của mình hơn, thì mình chơi với mấy người đó. Còn lại là mình không phải chê, nhưng mà tại vì nếu mình nói thì họ cũng mua hoài luôn, là họ họ chỉ quan tâm tới tiền, tại vì đối với họ là tiền rẻ, tiền ít thì ok, còn mà tiền nhiều là họ sợ cái việc tiền nhiều mà họ không nhận giá trị thì mình không không ấy. Tại vì đây là quan điểm của Bích, là Bích bán giá trị, bán cái phương pháp, chứ không phải là Bích đi Bích bán sản phẩm. Tại vì ngoài cái phương pháp giá trị mà Bích cung cấp cho họ bằng những sản phẩm tại Robby, nó còn có những cái sản phẩm bên ngoài là gì, là những cái món ăn. Thường là Bích ít bán lồng ghép những cái sản phẩm bên ngoài vào, nhưng mà Bích có thể giới thiệu. Khi giới thiệu xong, Bích cũng vừa nói thêm một cái câu là gì, là thật sự ra em chưa có trải nghiệm đó, em chỉ biết thôi, nhưng mà nếu anh chị trải nghiệm đó thì em không có đảm bảo về chất lượng. Còn nếu các anh chị mà sử dụng sản phẩm tại Robby, em đảm bảo chất lượng cho các anh chị và em đã là người sử dụng. Thì nếu như là anh chị, các anh chị có tin không? Các anh chị có muốn sản phẩm, dùng sản phẩm mà Bích đã dùng không? Dùng cái sản phẩm mà Bích đảm bảo về cái chất lượng không? Đó. Rồi ngoài ra Bích tư vấn cho họ là cái cách ăn uống. À, thì cái đó mình phải tìm hiểu thêm các anh chị. À, giống như Bích bán máy xử hạt, đâu phải chỉ đơn giản là Bích nói cái công năng của máy xử hạt đâu. Bích cho người ta rất là nhiều công thức. Công thức đó là mình phải trả bằng tiền các anh chị. Mình phải học, mình phải làm, mình phải trả bằng tiền và bằng công sức của mình, nhưng mình tặng cho khách hàng, tặng cho tất cả những người nào mà cần, thì có phải là cái giá trị mình mang lại cho họ không? À, đồng thời cái vị, rồi đồng thời mình tạo dựng ra những cái công thức để làm sao giúp họ thay đổi. Mình sử dụng cái gì cũng vậy, mình sử dụng một một lần hai lần cái công thức đó hoài mình cũng chán, thì Bích phải là người mà đi tìm cho cái sự mà không nhàm chán cho họ, thì cái đó là cái giá trị của mình đối với khách hàng các anh chị. À, đó, ngoài ra những cái kiến thức cũng vậy nha các anh chị. À, các anh chị cho khách hàng kiến thức, à, khách hàng sẽ mua đồ các anh chị, chứ không phải là chỉ các anh chị đi giới thiệu cái sản phẩm này hay ho đâu. À, cái kiến thức mà các anh chị mang lại về về dạy con cái, về chia sẻ cái vợ cuộc sống vợ chồng để cảm thấy là vợ chồng hạnh phúc. À, Bích Bích rất trân trọng những cái gia đình các anh chị nào mà khi ngồi mà tâm sự với Bích để mà kể những cái gì mà về tích cực các anh chị, à, cuộc sống hạnh phúc, con cái ngoan đồ này nọ kia. Còn Bích không thích nghe mà ngồi mà kể 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 giống như là à, chồng mình này nọ kia, mà bản thân những người mà nói à, chồng hoặc vợ mình là cái con này, hoặc là thằng thằng chồng hoặc cái con vợ hay gì, Bích cũng không thích nghe nữa các anh chị. Tại khi mà mình nói chuyện á, mà mình nói bằng những cái từ đó thì thật sự ra là cái đầu mình cũng nghĩ là như vậy, tại các anh chị nói cái thằng chồng thì người khác cũng nghĩ chồng các anh chị là cái thằng chồng. Nhưng Bích nói ví dụ như ông xã Bích, Bích trân trọng như vậy, thì các anh chị nghe các anh chị cũng à, trân trọng à, ông xã của Bích, chứ không thấy là cái thằng hay cái gì, cái con gì, đúng không các anh chị? Rồi con mình nữa, mình đầu tiên mình muốn mà để bản thân cái gia đình mình đó, nó hạnh phúc, bản thân cái gia đình mình phát triển, thì đúng thật sự là người phụ nữ là người giữ lửa trong gia đình. Các anh chị thay đổi mình là thay đổi là rất nhiều luôn đó. Thì cái việc mà hôm nay thì thật sự ra là cái buổi thứ hai đầu tuần các anh chị đi làm, à, cũng cũng là đầu tuần, kiểu như thường là thời gian thì không cho phép. Bích cũng rất là muốn chia sẻ nhiều với anh chị, nó rất là nhiều cái, nó không theo một cái gọi là cái khuôn khổ gì hết, nó là cái chia sẻ. Thì chính cái chia sẻ đó Bích nghĩ là à, có những cái anh chị có thể là hình dung được cách cái mình có thể bán hàng bắt đầu từ đâu bằng những cái mà cái sự chăm sóc, cái kiến thức của mình. À, rồi những cái sản phẩm dinh dưỡng như là các anh chị sẽ tốt bán tốt thì các anh chị đi học được những cái khóa của Nutri, bên bên Nutri Estefa, là các anh chị Bích chỉ thực hành thôi các anh chị. Thực hành tức là gì, là Bích xin những cái thông tin của các bé, Bích làm free, tức là Bích tư vấn free cho, là gì, xin thông tin rồi để Bích nói là bé này tăng cân giảm cân hay như thế nào, được đạt chuẩn chưa.
Đó, chỉ như vậy thôi, thì cũng xin mấy người quen xong rồi gửi thông tin lại, nói à chị ơi bé như vậy là bé hơi bị kiểu như là hơi suy dinh dưỡng nhưng mà chưa có phải độ nặng, thì mình sẽ bổ sung cho bé là ví dụ như về đạm, về chất béo, về gì nói chung chứ không hề nói cái gì đến liên quan đến sản phẩm của Robby các anh chị, đúng không? Thì cái nói ôi chết vậy vậy hả, vậy bây giờ sao, nói vậy bây giờ chị sẽ bổ sung cho bé nè, ví dụ như canxi nè, về sữa, về sùng này nọ kia, nói vậy à, được thì chị sẽ sử dụng như sản phẩm như vậy nè, con em đang dùng nè, và bạn em, con bạn em đang dùng nè, được không anh chị? Và thế là Bích chốt đơn luôn anh chị. Thì Bích cũng không nghĩ là, tại vì cái tâm lý của Bích là Bích làm bài để cho Bích nhớ thôi các anh chị, nhưng mà là Bích lại bán hàng được luôn. Bích khách hàng ok xong là lên đơn, thì đơn hàng, một đơn hàng mà Bích bán theo combo và Bích bán theo cái lộ trình, Bích gửi cho khách hàng là tháng 1, tháng 2, tháng 3 chi phí như vậy nè, đầu tiên sẽ phải dùng chi phí như vậy nhưng mà sau này giảm dần, và cái cách dùng như thế nào và hỗ trợ như thế nào, thì khách hàng chốt với anh chị thì chốt theo combo và chốt theo lộ trình. Thì đầu tiên tháng thứ nhất là như bao giờ cũng nhiều tiền hơn đúng không, rồi xong khách hàng chốt thì nó rơi vào tầm cứ ba, thấp nhất là 1 triệu mấy, gần 2 triệu cho đến là 3 triệu mấy, 4 triệu mấy, kiểu kiểu vậy anh chị. Thì mới thấy hồi xưa giờ Bích chưa bao giờ học bán hàng, cũng chưa hiểu được bán hàng nó như thế nào, nhưng bây giờ khi mà bán hàng theo cái cách của Bích á, Bích nói ủa sao nó dễ vậy nó dễ vậy, và nó đem lại cho mình cái doanh số, đem lại cho mình cái lợi nhuận mà mình vẫn không nghĩ ra luôn đó chị. Bản thân tới bây giờ mọi người cứ nói Bích nhưng mà Bích cũng không biết là như vậy là bán hàng hả, tức là Bích chỉ đi nói, Bích chia sẻ cái gì Bích dùng, cái gì bạn Bích dùng, cái gì mà người quen Bích dùng đó, cho những người mà Bích cảm nhận là nó cái tình trạng của họ giống giống như những cái người quen của Bích thôi đó. Nên là cái việc bây giờ Bích cũng đang học cái chương trình marketing không đồng để Bích biết, để Bích có thể bán rộng hơn trên cái trang mạng xã hội để mọi người biết tới, tại thì thật ra Bích cũng trao cái giá trị giống như Bích bán cho người quen thôi, nhưng mà mình không hiểu được cái người lạ, nhưng mà mình sẽ tiếp cận từ và mình chia sẻ, và cái mà cái gọi là cái thành cái tính cách của mình rồi, mình cho người ta cái giá trị giống như vậy, thì Bích cũng nghĩ là Bích cũng sẽ từ từ Bích sẽ bán được khách hàng lạ trên cái mạng xã hội. À, bán có mấy người thôi nhưng mà nói chung là cũng chưa có phải là nhiều, nên là Bích không có chia sẻ được cái bán hàng ở giống như khách lạ ha các anh chị. Khi nào mà Bích cảm thấy là Bích Bích đủ những cái cơ sở dữ liệu, được tin tưởng là cái phương pháp của mình nó ok thì Bích chia sẻ với các anh chị ha. Thì đối với Bích thì hiện nay chỉ là những khách hàng xung quanh, tức hàng quen biết, thì các anh chị chịu khó là gì, các anh chị đi tương tác hỏi thăm, tự nhiên các anh chị nhắn là các anh chị mua hàng ủng hộ thì khó lắm. Bây giờ các anh chị tương tác hỏi thăm rồi sau đó là quan tâm, để đến một cái ngày mà ví dụ có khuyến mãi hoặc là một ngày nào đẹp trời, các anh chị thấy cái tâm lý bất an của khách hàng hoặc là cảm thấy mình có thể tư vấn được, là mình nhào vô mình nói khoe, các anh chị khoe lại bây giờ em mới dùng cái này này, em thấy này cái nó hay hay hay, tức là mình đang nói về, kể về mình thôi, là khách hàng cũng sẽ hỏi và có thể cũng là chốt đơn. Rồi nếu các anh chị không có thời gian thì các anh chị sẽ nhắn tin từng chút một, còn không á, thì là gọi luôn. Bích bây giờ Bích không có thời gian nên gọi luôn các anh chị. Ví dụ đầu tháng chị, bây giờ đầu tháng này chị có ủng hộ em gì, tại ví của chị nó rất là hợp với em, thì giờ chị ủng hộ cái gì cũng được, hồi nào giờ chị mua cái gì giờ chị ủng hộ em cái đó, một một sản phẩm cho em lấy may mắn đầu đầu tháng được không? Rồi mà chắc chắn là không bao giờ một cái các anh chị, thường là rất là nhiều cái. Tại cái kiểu của Bích đó, Bích nói xong Bích nói ủa vậy hả, một cái này thôi hả, rồi cái Bích nói ủa vậy cái hôm bữa trước chị sử dụng được không, chị hết chưa đó, mình phải nhớ những cái đó để khi mình hỏi cái cuối cùng ta lấy đi lấy đi lấy đi, cuối cùng lên đơn là một mớ luôn anh chị được không anh chị? À, nói thật ra rất là dễ ha các chị ha. Rồi bây giờ là cũng tới giờ cho Bích xin phép là Bích kết thúc cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì các anh chị nhớ, Bích nhắc lại là các anh chị nhớ lưu ý với chính bản thân mình là khách hàng đầu tiên chính là gì, chính là mình, gia đình mình đó, xong đó các anh chị lan rộng qua bạn bè người thân rồi gì đó, là dựa trên những cái gì mình trải nghiệm. Không có sự trải nghiệm các anh chị sẽ không tự tin các anh chị. Bích không phải là kêu các anh chị phải là mua sản phẩm, nhưng các anh chị cứ hình dung ra đi, các anh chị muốn bán phở mà các anh chị không hiểu về cái vị phở như thế nào thì khó mà các anh chị nấu ngon, hoặc các anh chị nói cho khách hàng cái vị phở đó ok được, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa là cái sản phẩm nó phải thật sự mang lại giá trị cho khách hàng trong cái công việc cuộc sống hàng ngày. Và cái gì nữa, cái các anh chị chăm sóc, các anh chị chăm sóc khách hàng tận tâm, theo tập ngày xưa giờ mình không có chăm sóc như vậy, nhưng mà giờ các anh chị bán hàng online, các anh chị phải chăm sóc, các anh chị phải học để các anh chị chăm sóc một cách tốt nhất.
Rồi, thứ ba là luôn luôn đồng hành cùng khách hàng. À, chứ các anh chị chạy trốn, các anh chị thấy khách hàng bị vậy, các anh chị không hỗ trợ liền là nó khó. Rồi, xin chúc các anh chị là sẽ cải thiện được cái bản thân để thay đổi một cách tốt nhất, để hỗ trợ trong công việc mà kinh doanh bán hàng của anh chị tại Robby ha. Và chúc các anh chị luôn là chuyên gia trong cái sản phẩm các anh chị mang lại cho khách hàng. Và Bích cảm ơn rất nhiều các anh chị đã ngồi lại đây lắng nghe. Xin chào các anh chị nha. Rồi, cảm ơn chị Bích rất là nhiều. Cảm ơn chị Bích ạ. Cảm ơn chị Bích. Cảm ơn ekip. Xin chào tất cả mọi người. Like á. Nhưng có là like không? Nói ok thôi chứ. Bây giờ mình đứng đạm chi đó, nói cho nó. Em chào chị Bích ạ. Em cảm ơn chị Bích chia sẻ. Em chào cả nhà, chúc cả nhà mình hôm nay bảo đơn nha. Cảm ơn cả nhà.